Đầu tiên làm sạch mặt với toner BHA để thông thoáng lỗ chân lông, HA để cấp ẩm sâu. Tiếp theo là trị mụn Megadur, chờ 15 phút cho da khô bớt, tiếp tục dùng Retinol, serum phục hồi Estée Lauder và kết thúc bằng kem phục hồi Avène. Đừng quên giữ môi bằng mặt nạ ngủ Laneige nhé.